thu đội hình đối phương trở lại thì sẽ là những pha những hướng tấn công sang hai cánh cho đội Hoàng Hậu và Hồ Tấn Tài. Và hai cầu thủ này sẽ dùng tốc độ của mình để thực hiện những pha thoát xuống và trả ngược lại cho tuyến hai. Quý vị đã có được hai bàn thắng và cũng như thời tiết hiện tại đang khá nóng nên các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã chủ động giảm nhiệt độ trận đấu. Đây là một chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo ở những phút cuối đội thứ nhất này. Thời tiết hiện tại ở Philippines đang khá giống với thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ sắp xỉ khoảng 32-33 độ C. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà U22 Việt Nam thi đấu ở khung giờ 16 giờ địa phương, tức 15 giờ Việt Nam. Và chúng ta vẫn sẽ còn một trận đấu ở khung giờ này là gặp U22 Thái Lan. Vừa rồi là cú đá phạt không vượt qua được hàng rào đối phương. Và hai trận đấu tiếp theo của mình gặp U22 Indonesia và U22 Singapore thì U22 Việt Nam sẽ được thi đấu ở khung giờ 20 giờ địa phương, tức 19 giờ Việt Nam. Nó sẽ là một khung giờ lý tưởng hơn, mát mẻ hơn để cho các cầu thủ chúng ta tránh tình trạng bị bào mòn thể lực. Vẫn là U22 Việt Nam, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tấn Tài, ngay sau khi mất bóng thì Tiến Linh đã lùi về rất sâu để ngăn chặn tình huống tấn công của đối phương. Đó luôn là yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo dành ra cho các tiền đạo cắm của đội tuyển mình. Tất cả các cầu thủ trong đội hình đều phải có nhiệm vụ tham gia vào việc tổ chức phòng ngự. Đội Đức Chiến cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ lập hàng rào của hai Lào. Đó là tình huống mà anh cũng đã để tay khá sát lên người và cũng rất khó để thổi phạt trong tình huống rồi. Trong các trận đấu trước khi SEA Games diễn ra, ở các trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á cũng như là các trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên xoay tua vị trí mang băng đội trưởng U22 Việt Nam. Các cầu thủ như Thanh Thịnh, Việt Hưng, Hoàng Đức, Tiến Linh và cả Bùi Tiến Dũng cũng đều có những trận đấu được mang chức băng thủ quân. Tuy nhiên tại kỳ SEA Games 30 lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định trao chức băng đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải, ngôi sao lớn nhất của U22 Việt Nam, và hai đội phó của đội là Nguyễn Tiến Linh và Đỗ Thanh Thịnh. Thanh Thịnh chính là người đã mang băng đội trưởng của U22 Việt Nam trong trận ra quân gặp U22 Brunei. Văn Hậu, thi đấu chậm rãi, cẩn trọng và hạn chế tối đa những chấn thương. Đó chắc chắn là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo dặn dò các học trò của mình rất kỹ ở thời điểm này. Khoảng cách hai bàn là một khoảng cách tương đối thuận lợi để chúng ta có thể tiếp tục triển khai một thế trận chậm rãi và sẽ có những tình huống tăng tốc nhất định ở vài thời điểm để tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa cho thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu thứ nhất trên sân Binan. Và lúc này thì đội tuyển U22 Việt Nam dù vẫn đang chiếm giữ thế trận nhưng họ cũng chơi một cách nhàn nhã và không quá vội vàng. Mặc dù đang nằm chung bảng B với những đối thủ mạnh như là U22 Indonesia hay U22 Thái Lan để tranh hai suất liên tiếp. Thế nhưng có lẽ ưu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không phải là về việc cạnh tranh hiệu số. Đã có lỗi việt vị của Hùng Dũng. Thấy rằng
với vị trí trên sân hiện tại của mình thì Hùng Dũng vẫn thường xuyên tìm kiếm cho mình cơ hội quanh khu vực 16-50 của đối phương. Sẽ không loại trừ khả năng nếu biết chết thời cơ trong khoảng thời gian còn lại trận đấu, và đặc biệt là hiệp đấu thứ hai, thì Hùng Dũng cũng sẽ có cho mình một bàn thắng, ít nhất là một bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Văn Hậu đã bị vượt qua Song Say. Song Say tỏ ra rất khỏe. Vana. Đã căn cờ báo lỗi biệt vị của cầu thủ áo số 9, đó là Son Say. Hiện tại ở thời điểm trận đấu đang diễn ra thì là vào khoảng 17 giờ giờ Philippines. Hy vọng rằng trong trận thứ hai thì nắng sẽ dịu đi trên sân Binan. Đây là Đức Chiến, Thanh Sơn, Văn Hậu, một tình huống phán đoán sai của hậu vệ của Mai Lào. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, đường mở bóng hơi sâu của Triệu Việt Hưng. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Sutramorty của U22 Lào đã phát biểu với giới truyền thông rằng ông tin tưởng là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất của mình, và đặc biệt là các trụ cột như Quang Hải hay Văn Hậu trong ngày so tài này. Và đó là một dự đoán rất chính xác của huấn luyện viên người Singapore. Hiệp 1 của trận đấu đang bước vào khoảng thời gian bù giờ, và có vẻ như cách biệt 2 bàn hiện tại đang là một kết quả thuận lợi và khiến cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy hài lòng. Đây là Kitty Sắc. Phối hợp giữa Quang Hải và Tiến Linh. Hùng Dũng cú sút từ xa. Ở những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên thì Đỗ Hùng Dũng thường xuyên chơi lệch bên cánh phải. Đoàn Văn Hậu với tình huống bật nhảy trên bóng của mình, với thể hình đang ngày một được hoàn thiện trong khoảng thời gian
tập luyện tại đất nước Hà Lan. Thì Đoàn Văn Hậu vào lúc này đang thường chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi của đối phương. Lúc này thì trong tay chính